Bây giờ mình xem ở trong những chú chim này có gì không đi. Wow. Mình xem bác chim bố trước nha. Wow. Trong chim bố này có kẹo hả chị? Ồ, kẹo à, mở ra xem nào. Em mở nhá. Hay nhở, trong chim này có kẹo này. Mở ra đây. Mở được không? Wow. Kẹo trái tim này màu hồng luôn. BBTV. Chị ơi, chị. Wow. Ở đây có rất nhiều chim này. Wow, đẹp đàn đúng. Chim luôn. Ui, chim bố, chim mẹ này, chim anh, chim em này. Đẹp thế nhỉ? Đẹp quá. Thì mang về nuôi đi chị. Mang về nuôi nhá. Vâng. Đi, chị mở ra. Đây. 1 2 này. 3 4 này. Chị đóng lại. Rồi, mình sang bên kia đi. Bên này này. Rồi ơi. Ép. Cho vào. Lợn rồi. Này. Trứng vịt này. Trứng vịt này. Và vịt mẹ này. Vào luôn. Được, mình sang bên này xem. Đi. Chị ơi, một chú hổ này. Bắt. Ê, bắt được chưa? Chú hổ này đang rình một đàn linh dương này. Đâu? Đây ạ. Ồ nhỉ. Linh dương này, một con bò nữa. Nhiều quá. Rồi, sang bên kia đi. Chị ơi đi. Chị ơi, chú hổ này. Đây rồi. Sư tử to nhỉ. Vâng, có cái bờn to quá. Chị cho vào đi. Đây. Rồi. Ôi chị ơi, sang bên kia. Nhiều quá. Bò tót,
lợn này, hổ này, cừu này và trứng. Bây giờ mình bắt trứng lên đi. Con người, con chim chứ. Nhỉ, quên mất chim. Bây giờ mình xem ở trong những chú chim này có gì không đi. Xem bắt chim bố trước nha. Trong chim bố này có kẹo hả chị? Kẹo à, mở ra xem nào. Em mở nhá. Hay nhở, trong chim này có kẹo này. Mở ra đây. Mở được không? Kẹo trái tim này màu hồng luôn. Chưa? Mở chim mẹ đi chị. Giờ đến chim mẹ nha. Mở xem nào. Chim mẹ tên. Chim mẹ có kẹo kìa. Màu hồng luôn à. Màu hồng này. Rồi. Tiếp theo. Em mở chim anh nhá. Rồi mở chim anh đi. Chim anh cũng có. Màu xanh chứ. Màu xanh này chắc là lên kẹo màu khác đấy. Không nhá. Màu xanh luôn. Hình trái tim đấy. Đẹp nhở. Cho em được một viên. Thơm lắm. Thơm không? Có. Mềm mà thơm nữa. Để vào đây nhá. Vâng. Nhiều chưa này. Bóc chú chim nhỏ nhất đi. Tên. Chú ấy cũng có kẹo nhưng mà không có nhiều. Vâng. Tại vì nó bé mà. Rồi sẽ để đây nha. Đây. Chị cho chim bố này. Chim bố đâu rồi chị? Chim bố đây. Đấy. Đẹp quá. Nhiều chị quá. Hôm nay chị thích nhất là con gì chị? Chị thích nhất là chú hươu cao cổ. Em cũng thích con này. Chú kêu này cũng đẹp này, chú ấy béo ú này. Em thích con lợn này cơ. Chị nhìn em giống nó không? Đẹp chứ. Nè, chị cũng thích chú voi này. Bởi vì chú có cái voi với hai cái tai to. Em thích cái này này. Wow, cái sừng này đẹp quá. Đẹp. Này, hay là mình ra gọi các bạn vào xem những thành quả đi săn của mình đi. Vâng. Đi săn được nhiều này cơ mà. Đi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của Bibi nhé. Hẹn gặp lại các bạn.